Rồi, hết con Đồng Tháp, xin chào tất cả toàn thể các anh em nha. Đam mê chim cảnh ha. Thì bữa nay mình quay tiếp cho anh em xem chiếc học 12 con anh em. Học ép bổi tại nhà ha. Full phụ kiện anh em. Cống đồ là đầy đủ hết trơn ha. Mình cắt vô cho anh em hết rồi. Đó, đây là 12 con anh. Ồ, 12 con ha anh em ha. Đây là cũng như những cái học trước rồi nha anh em. Đáy nang là nang cấp quan ha. Đáy là đáy rồi. Đây là mấy tấm rút ra rút vô nè anh em ha. Này là rút phân anh em đó. Về là con chim anh em đi phân lên đây thì anh em cứ rút ra đi rửa thôi ha. Đây là học này 12 con anh em ơi đó. Giờ xong hết rồi, giờ đóng thùng gửi cho anh em ha. Sáng mình gửi cái học 40 con mà bận quá không có quay phim cho anh em xem được. Đây này là cái học này 12 con anh em, còn bên đây là 9 con ha, cũng full phụ kiện nha anh em. Đây cống là mình đã cắt rồi ha anh em ha, quay cầm thì mình cũng đã vùi lỗ xong rồi nè anh em. Cái này là về tới anh em là anh em chỉ đặt cái quay vô xiết con ốc xuống là xong ha anh em ha. Đây học bên đây là học 9 con anh em, cũng rút phân như vậy anh em, phân thì cũng rút vô rút ra ha. Đây, anh em đó, chim anh em đi phân xong là anh em thay thay là cứ rút ra thôi anh em ơi. Rồi mình đi rửa ha. Đây thì em cũng làm xong rồi, bây giờ cũng đóng thùng rửa luôn cái này anh em ơi. Đây bên đây là 9 con anh em. Đây 9 con ha, ô bự lắm nha anh em. Diện tích của nó là 13, 13, 14 nha anh em. 13, 13, 14 có nghĩa là chiều cao 13, sâu 13, ngang 14 là một ô ha. Đó, nó mới em mới gọi nó là 13 13 14 nha anh em. Đây là học 9 con ha. Đây là học 12 con. Còn chiếc học này là chiếc học 40 con đang gáp anh em ơi. Đây. Đang gáp chiếc học này 40 con anh em. Đang gáp chiếc học 40 con cho anh em đi vào ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại là 0989592875 nha anh em. Rồi quay vậy cho anh em xem ha. Bây giờ mình để em đóng thùng em gửi cho khách anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi bye bye anh em ha.